Mở miệng ra, mở miệng ra đi con xịt nước. Mở miệng ra coi con chỗ nào dơ không. Giờ hóc nước rồi con mở ra con nhìn nha. Con chép lại ok. Mở miệng ra coi. Con chồn nha. Mở miệng to ra cho cô coi. Giỏi lắm. Thầy quá. Giỏi rất tạ. Mở miệng chút nữa đi con. Đâu có đau gì đâu, cô chỉ chấp thôi phải không? Cười mấy cái vàng vàng ra cho con đó. Cho nó không bị sâu răng. Lấy mấy cái con bớt đừng cắn cắn được. Trời ra tay cô đau quá. Đó, đừng cắn cô nha. Tội cô. Đau đau tay cô. Chảy máu tay cô. Đừng cắn cô nha. Mở miệng luôn nha. Tại cô phải để vậy cho con. Con mới thấy được. Nhưng mà con cũng nguy hiểm luôn. Con cũng sợ bị cắn lắm á. Tay này là tay chúng tiền đó con. Cắn là khỏi luôn á. Khỏi luôn, tiêu cô luôn. Nên để bình thường nha, vậy cô thương nha. Đừng đừng cắn nha con. Mở lớn ra cho cô làm đây mà. Đi của mẹ giỏi quá. Nằm yên đi cho cô làm luôn nè. Giỏi chút nữa ra có đồ chơi nha. Chút ra kêu cô nó cho cái gì nè. Cô cho đồ chơi không? Con muốn đồ chơi không? Vậy con mở miệng lớn mở ra đi chú hồi cô cho nè. Đúng không? Con may vậy á, lát nữa cô nói con may thăm cho con đồ chơi nha. Đi đi của mẹ xuất sắc quá. Bị mẹ ngoan quá. Em giỏi quá à. Trời thấy thương rồi. Cháu thấy thương chị dữ lắm ha. Đúng rồi. Anh từ đẻ tới giờ. Em có thằng bồi á, nó hôm nay nó 7 tuổi rồi. Thằng lớn thì của em 14 rồi nên nó không theo em nữa. Nhiều thằng nhỏ trời. 7 tuổi nó bướng theo hả? Trời, lúc nào nó cũng không hết á. Ngủ chung chị không? Có chứ. Ngủ chung nó tối 10 giờ là tự động xài vào lòng giống như là dạ, thiếu thôi vậy đó. Thằng đó nó tình cảm. Điều chưa bao nhiêu rồi mày đẻ hai đứa này? Em có thể hôm nay em 39 rồi. Thì đó hôm nay em tới mấy tuổi rồi. Em đẻ con thằng này mà em nín nè. Đấy hả? Em sợ quá. Cực quá thôi. Trời ơi, cái lần coi một mình thấy sợ quá. Em có hai thằng boy, tại em thích con trai nhưng mà cũng hai. Chị thích con trai hả? Em cũng thích con trai. Em cũng thích con trai, em đẻ con trai cũng thích nữa. Mà em thấy hồi đẻ đứa đủ. Một đứa thì mình lo cho nó đầy đủ chút xíu thôi con. Con lấy mấy cái con này ra nè. Lấy mấy cái con bớt. Lấy mấy ra chừng con sâu răng nó nằm ở chổng đó nha. Đúng không? À, con nước lên nhờ cho con để con nhìn được nha. Hả miệng ra nước lên. Để con nhìn ở trong á. Tại vì cái miệng con nhỏ nhưng mà cô phải cúi xuống á, cô phải hả miệng cao. Nhưng mà mở miệng cô nhìn cho nó thật cho nha.